HP Shop xin chào các bạn nha. Mình có một số cái linh kiện của các dòng máy như Epson T50, T60 rồi là 800 các bạn. Thì mấy dòng này thì các bạn cần linh kiện gì liên hệ với mình nha. Đó. Bộ tiếp mực ngoài, bộ liên tục, chip reset của cái dòng này Epson T50, T60. Đó. Rồi dây đếm bước, dây cua ro, rồi bộ phận lấy giấy các bạn nha. Hoặc là motor kéo cái cụm đầu phun men T50 T60 là 800 nha. Rồi cái bánh xe đếm bước, mắt la dè, motor để kéo cái cụm này, thì các bạn cần cụm nào thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình xả linh kiện để các bạn có mà thay máy của mình nha. Thì mấy dòng này nó bị đầu phun hết rồi các bạn. Dây đếm bước còn rất là đẹp, cụm kéo đầu phun nè, cụm đầu phun đó. Rồi tiếp nữa là cái men ha, men T50, T60 ok hết các bạn. Rồi bộ phận hút mực thải đó, đây linh kiện còn ok hết. Mấy dòng này chỉ là lỗi đầu phun thôi các bạn. Đây bộ phận cái đế để mà hút mực thải tiếp xúc đầu phun ok hết. Bộ tiếp mực, bộ phận lấy giấy, bên xe lấy giấy, mấy cụm lấy còn ok hết. Thì bạn cần cụm nào thì liên hệ với mình nha. Số điện thoại của mình là 0985 566 733, các bạn liên hệ với HP Shop nha các bạn. Thân chào các bạn.